Hi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Tokyo Camera. Và như được hứa từ clip trước thì hôm nay tôi sẽ làm một cái clip trải nghiệm thực tế cũng như là test cái khả năng hoạt động của con robot Master S1 này. Ok, và đầu tiên thì chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu xem là cái cách kết nối cũng như là các cái chế độ sử dụng trên con robot Master này thế nào nhá. Ok, sau khi mà bật con robot lên thì chúng ta sẽ vào phần kết nối Wi-Fi trên điện thoại. Và lúc này thì trong phần kết nối Wi-Fi đã có tên của con robot Master S1 cộng thêm nó bên cạnh nó là mã số của robot. Thì đây tôi đã kết nối sẵn rồi và tôi đã chuyển sang app của Robo Master. Trên ngoài màn hình chính nó sẽ có giao diện như thế này. Đó là hình ảnh 3D của một con robot. Ok, và ở góc bên trái phía trên thì chúng ta sẽ có thông tin của tài khoản. Và chúng ta có thể thay đổi tên cũng như là giới tính ở trong này. Tiếp theo đó bên cạnh đó là cái phần album ảnh và video để lưu lại từ con robot. Ok, tiếp theo bên cạnh đó là một số những cái hướng dẫn sử dụng cũng như là lập trình và online support như là feedback. Ở góc bên phải phía trên đó là phần kết nối Wi-Fi. Ok, tiếp theo đó bên cạnh là cái phần cài đặt. Trong này chế độ cài đặt của robot này đang là normal. Chuyển đến phần connect, nó sẽ có trạng thái connect, channel display, tên Wi-Fi cũng như là password. Tiếp theo đó chuyển sang phần display thì chúng ta sẽ có, đầu tiên sẽ là thay đổi đèn led trên thân của con robot. Tôi đã thử thay đổi đèn led, nó rất là nhiều màu sắc, chúng ta có thể lựa chọn. Xuống bên dưới này chúng ta sẽ có phần tùy chọn độ phân giải cho video. Ở đây có 720p 30fps và Full HD 1080p 30fps. Có hai chế độ anti flickering, đó là 50Hz và 60Hz. Và sang đến phần control sẽ cho phép chúng ta điều chỉnh speed, tốc độ của con robot này. Sẽ có 4 chế độ slow, medium, fast và custom. Ở chế độ custom thì cho phép chúng ta tùy biến sâu hơn vào các cái điều khiển motor các thứ. Rất là nhiều các cái tinh chỉnh ở trong này. Đó. Tiếp theo đó là sang phần flying mode. Chúng ta có thể lựa chọn giữa đạn laser và đạn gel. Thì hôm nay tôi không mang theo đạn gel nên tôi sẽ sử dụng đạn laser thôi. Sight height là cái phần tâm của cái khẩu súng. Và tiếp theo là calibration. Đây chính là phần calibration của con robot. Ở phần control mode cho phép chúng ta có 3 chế độ điều khiển. Một là bằng mobile, điện thoại. Hai là gamepad và ba là PC. Thì tôi đang sử dụng điện thoại. Tiếp theo đó xuống đến đây là phần độ nhạy của điều khiển và độ nhạy của gimbal. Ngoài ra thì chúng ta có thể sử dụng cảm biến 3D của điện thoại để bắn. Và tiếp theo đó chuyển đến phần system thì chúng ta sẽ có phiên bản phần mềm chúng ta đang sử dụng. Đó, app version. Và ngôn ngữ cũng như là ngôn ngữ nói của con robot. Và điều chỉnh volume cho cái con robot này. Xuống lên dưới đây là phần firmware update, firmware download và firmware version. Ngoài ra sẽ có thêm một số những cái phần như là GPS information, DJI device information và DJI product improvement. Ok, và trở về màn hình chính, chúng ta sẽ có 3 chế độ sử dụng, một là solo, battle và lab. Đầu tiên sẽ là chế độ solo, chế độ sử dụng một mình. Đây sẽ là giao diện khi mà sử dụng con robot. Bên trái sẽ là nút joystick cho chúng ta điều khiển hướng tiến lùi sang trái sang phải. Và muốn xoay gimbal thì chúng ta có thể đặt lên bất kỳ vị trí nào của màn hình và xoay thì gimbal sẽ xoay theo hướng đó. Và chúng ta sẽ có hai nút đập bắn ra đạn. À, tôi đang thử bắn, tôi đang sử dụng đạn laser thôi. Bên dưới nút bắn sẽ có ba cái nút nhỏ này. Đầu tiên sẽ là một cái chế độ skill của con robot này. Đó, và khi tôi ấn vào đây thì nó sẽ lắc lư cái gimbal. Ok, và tiếp theo bên cạnh đó là chế độ nhận dạng người. Nó đang quét trong khung hình có người thì nó sẽ bám theo. Tôi sẽ thử di chuyển sang vị trí có người xem nào. Đây, và nó đã quét được rồi. Ngay lập tức nó đã nhận dạng ra là có người ở đây. Và tôi sẽ di chuyển con robot này. Và nó vẫn liên tục bám theo. Cam lúc nào cũng sẽ hướng về phía người đó. Ok, và bây giờ tôi sẽ thoát ra và chuyển sang chế độ battle xem nào. Trong chế độ battle này thì sẽ cho phép chúng ta hai chế độ. Bên cạnh đó chúng ta có thể tạo ra một cái chế độ khác. Có thể gọi đấy là chế độ custom cho riêng mình. Đó. Và tôi sẽ thử tạo một cái chế độ khác xem. Ở đây thì chúng ta có thể tùy chọn được loại đạn bắn cũng như là thời gian trận đấu, lượng máu cho con robot và tốc độ chạy. Đây là cam FPV.
Khi mà người chơi đã tham gia vào phòng này rồi, và chúng ta có thể ấn vào ready để có thể bắt đầu trận đấu. Đó, đây là một số những cái skill. Rồi, khi mà tôi ấn vào ready thì nó đã có nhạc rất là hào hùng. Ok, trận đấu chuẩn bị. 2, 1, bắt đầu. Khi mà tôi chọn cái chế độ di chuyển nhanh thì nó mọi thứ rất là nhạy. Chỉ cần gạt một chút lên thôi là nó đã đi rất là nhanh rồi. Ok. Tôi sẽ thử bắn đạn xem mà. Cái gimbal nó báo là sẽ không được ngửa cao quá 10 độ. Đây. Ok. Đây là tôi đã vừa bắn thử đạn thật. Là thế thôi. Tôi sẽ thoát ra ngoài và chuyển sang chế độ lab, chế độ lập trình, để xem là có những cái gì ở trong này. Và vào trong chế độ lập trình thì cho phép chúng ta rất là nhiều những cái lập trình ở đây. Class to Mastery, DIY Programming. Và trong này sẽ có hướng dẫn đầy đủ của chúng ta. Vào Beginner View xem nào. Và đây là bảng để cho phép chúng ta lập trình. Nó sẽ có những cái System, LED Effect hay là Chassis, Gimbal các thứ. Chúng ta có thể chọn những cái lệnh chúng sẽ gán vào trong cái phần lập trình ở bên phải này. Đó, đây là những cái bước. Tôi chỉ đang thử thôi. Cái chế độ hiển thị của nó cũng rất là thông minh và nhìn có vẻ rất là khoa học. Và chúng ta có thể dễ dàng nhận biết được là cái lệnh nào sẽ thực hiện trước, lệnh nào thực hiện sau. Bên này là những cái hướng dẫn. Ok, và bây giờ thì mình sẽ thử cho con robot này chạy thực tế ở ngoài xem là nó sẽ như thế nào. Đây là một con đường khá là đẹp, có thể dễ dàng chạy được. Và mọi thứ thì được phản hồi ngay tức thì và gần như là không có một cái sự delay nào cả. Rất là nhạy, rất là nhanh. Đó. Test skill xem nào. Lắc lư lắc lư. Và bây giờ thì tôi sẽ thử cho nó chạy ở trên cỏ. Ok. Rất là cỏ, rất là cao nha. Nhưng mà nó vẫn dễ dàng có thể di chuyển được. Cỏ khá là cao và cứng nhưng mà nó vẫn có thể di chuyển rất là tốt được. Và thậm chí là di chuyển nhanh luôn chứ không hề chậm một tí nào. Ok, và vừa xong là clip test tính năng hoạt động cũng như là khả năng sử dụng thực tế của con robot này. Và các bạn đừng quên để lại một like cũng như là subscribe và để lại bình luận ở phía dưới để cho chúng mình biết rằng ý kiến của các bạn về sản phẩm này thế nào nhá. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.